Em tên là Thùy Duyên, em sinh năm 2002. Em đến từ Phan Thiết. Em thấy cái mũi em nó hơi thấp á, nên muốn làm cho cao hơn tí, với lại nó hơi thon hơn. Chung là em cũng là người khá là sợ đau, nhưng mà em cảm thấy là trong quá trình phẫu thuật với lại cái giai đoạn phục hồi thì nó cũng khá là không có đau đớn gì mấy á, cũng ok. Nhưng chỉ có cái lúc mà mới tỉnh dậy á, thì hơi mệt tí. Dạ, chứ còn lại thì khá là nhẹ nhàng, cũng không có đau đớn gì mấy. Đến bây giờ là được một tháng rồi, thì em có thấy là tự tin với cái mũi của mình hay không á? Dạ có. Dạ, em thấy nó khá là vừa ý em, cũng đẹp. Dạ là ý là kiểu giống như là em cũng có nhiều bạn bè cũng muốn đi làm, nhưng mà mọi người cứ sợ đau á. Thì thật ra là thật sự là không hề đau tí nào hết. Em bản thân em cũng rất là sợ, nhưng mà thật sự là không đau. Kiểu mọi người thích thì cứ đi làm liền, đi làm sớm đẹp sớm, chứ cũng không có gì phải ngại hay là sợ đau.